Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và chúng tôi đang thưa dở về những cái khó khăn mà đang bủa vây lấy bà Fannie Willis là tránh biện lý trong cái vụ truy tố ông Trump và những người đồng phạm của ông, 18 đồng phạm. Có vẻ như có vẻ như những ngày này chắc chắn là cử tri và cả người dân của nước mỹ mà quan tâm tới những cái rắc rối pháp lý của ông trump á, sẽ có thể có những cái ấn tượng nó khá là tiêu cực liên quan đến cái đội ngũ công tố của bà fanny willis khi liên tục bên phía ông trump và cả những đồng minh của ông đã tung ra những cái đòn nào là phao những cái còng gửi ra cho tòa và yêu cầu tòa là phải làm rõ thậm chí là tòa ông McAfee xét xử cái hồ sơ này đã yêu cầu là văn phòng công tố của Fannie Willis phải có hai cái bước. Thứ nhất là vào ngày 2 tây tháng 2 là phải nộp cái đơn trả lời cho bên phía bị đơn là những cái người mà bị truy tố đó, họ nói rằng là có cái chuyện khuất tức trong mối quan hệ giữa bà Fanny Willis với lại ông Nathan Quay đều là công tố trong cái việc truy tố ông Trump. Và cái điều thứ hai nữa là ông chánh án cũng yêu cầu đây là bước đi mới nhất thưa quý vị, cả bà Fanny Willis và cả ông Nathan Way phải ra tòa theo cái đơn subpoena, cái trác đòi của bên luật sư uh, Merchant bên phía những người bị truy tố. Có vẻ như là ngày càng luật sư Merchant, bà luật sư này là đại diện cho một trong những đồng minh của ông Trump bị truy tố trong câu chuyện này đó. Có vẻ như có những cái bước đi mà nó aggressive nó hiếu thắng hơn và có vẻ như là tung ra nhiều đòn hơn thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ mặt người và xem rõ thực sự như thế nào thì chúng ta thấy là những cái những cái lời phàn nàn của bên phía bị đơn đó họ cho rằng tại sao công tố không chịu cung cấp những thông tin mà những thông tin gì thưa quý vị ví dụ như họ đòi là bây giờ phải trả lời cho tôi biết là văn phòng công tố của bà Fanny Willis đã sử dụng cái nguồn thuở, cái nguồn tiền của chính phủ cấp trong cái việc mà Covid-19 mà rót về cho cái văn phòng này đã xài như thế nào trong cái đạo luật Care Act thì đã xài như thế nào trong suốt cái thời gian đó bây giờ phải gửi cái report hàng tháng cho bên phía mà họ mong muốn. Rồi nữa, bà Fanny Willis phải cung cấp một cái danh sách là bà tuyển dụng công tố nào, rồi bà trả tiền bao nhiêu. Rồi nữa, những cái công ty mà đã từng, bà Fanny Willis và ông Nathan Way đã từng mà bút vé máy bay, rồi du lịch, rồi khách sạn đó, bây giờ cũng bị gửi trác đòi. Nói chung, những cái bước đi này suy cho cùng những cái chuyên gia về luật họ nói là nhìn kỹ nó không có liên quan gì đến cái chuyện mà truy tố ông trump và những người đồng phạm mà chỉ là làm cho văn phòng công tố của bà fannie willis bị chia trí bị chia trí khi mà vừa phải tìm kiếm những cái bằng chứng để mà truy tố đưa cái hồ sơ uh, uh, này ra tòa và vừa phải trả lời của bên phía luật sư merjin như vậy thì bà fannie willis bị chia trí rất là nhiều nhưng mà đâu phải chỉ là chuyện chia, chia trí chắc chắn là bà sẽ phải đối diện có thể là cái mối hiểm nguy là ông trump đang muốn là đẩy bật vai trò của bà cũng như là ông nathan way ra khỏi cái đội ngũ công tố viên đó là cái chuyện rất là nguy hiểm và nữa cái hậu quả cuối cùng là những người dân mỹ thưa quý vị và đặc biệt là cử tri độc lập người ta sẽ nhìn về cái cuộc truy tố này như một cái trò đùa như một cốt trò đua lẽ ra ban đầu nó xuất phát từ cái chuyện truy tố ông trump và những người đồng phạm là đảo ngược kết quả bầu cử tiểu bang georgia nhưng bây giờ quá nhiều những cái bụi mù được tung lên được xới lên bắt nguồn từ cái chuyện là cái mối quan hệ tình cảm giữa bà fanny willis với lại ông nathan way mà cái điều khổ nữa là ông nathan, nathan way ở thời điểm đó chưa có ly dị vợ xong mới vào tuần trước Người vợ mà đang diễn ra cái phiên tòa ly dị của ông Nathan Way đó cũng gửi trác đòi bắt bà Fanny Willis phải ra cung cấp lời khai là hai người có mối quan hệ như thế nào, hai người đã đi du lịch như thế nào và ông Nathan Way đã sử dụng tiền chung để mà mua vé máy bay và đặt khách sạn với bà Fanny Willis như thế nào. Thì đó, những cái câu chuyện này á, nó là những cái lùm xùm không đáng có nhưng nó có những cái ảnh hưởng vô cùng tai hại đến cái chuyện truy tố của bà fanny willis và nó sẽ cản đường bà rất nhiều trong những cái bước đi sắp tới thưa quý vị nói tóm lại là gì bà Fanny Willis tưởng vừa rồi thoát khỏi cái phiên tòa ly dị của Nathan Way thì bây giờ vào hai tuần nữa bà sẽ xuất hiện trong một cái phiên tòa theo cái trác đòi của bên phía ông Trump là phải ra tòa và sẽ giải trình tất cả những cái lý câu trả câu hỏi vì sao không cung cấp cho bên phía ông Trump những thông tin mà họ yêu cầu và cái thứ hai là về mối quan hệ giữa bà với lại ông Nathan Way đó là cái câu chuyện liên quan đến georgia nhưng mà thêm một cái chi tiết này nữa là thưa quý vị để cho thấy là cái chuyện này cũng là chuyện rất là thường tình những chuyên gia về luật họ nói là trong cái cuộc chiến giữa nguyên đơn và bị đơn đó thì luật sư giữa hai bên và bên công tố sẽ tìm mọi cách để đánh bật lập luận của đối phương. Họ sử dụng rất nhiều những cái chiêu trò khác nhau ở phiên tòa tố tụng, nhưng mà để thấy một điều rằng cái yếu tố chính trị nó đã len lỏi vô những cái phiên tố tụng pháp đình như thế này. Và những cái nỗ lực của các cái nhà lập pháp các cái chính trị gia ở bên phía đảng cộng hòa đó cũng đang cố sức làm sao để bẻ gãy nát vụn cái vụ truy tố của bà Fanny Willis nó không đến từ chỉ là luật sư bên phía ông Trump và những người đồng phạm, mà nó đến cả từ chính trị gia. Ở quốc hội tiểu bang Georgia, thưa quý vị, có hai vị thượng nghị sĩ bên phía đảng Cộng Hòa vừa đưa ra một cái dự luật mà nếu như cái dự luật này có tên là SB 416 được thông qua tại quốc hội Georgia đó, thì người ta nói rằng có thể là cái vụ truy tố của ông Trump sẽ hoàn toàn bị bãi bỏ luôn. Có nghĩa là gì theo cái dự luật này đó cái tinh thần dự luật thì nói rằng là tất cả kể từ sau tháng 1, ngày 1 tháng 7 năm 2023. Những cái vụ nào mà truy tố mà theo cái đạo luật RICO chỉ được áp dụng đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Trong đó có những cái khoản tội danh đó, rơi vào cái list mà họ đưa ra đó. Ví dụ như là có những cái lời khai không có đúng với lại cái cơ quan công lực hay là có những cái uh, âm mưu để mà lừa dối các uh, giới chức của tiểu bang uh, tức là họ đưa ra những cái code khác nhau nhưng mà đại ý họ liệt kê ra một loạt những cái lời cáo buộc mà nếu như rơi vô cái danh sách đó thì sẽ không có được sử dụng cái đạo luật rico là cái thứ công cụ mà bà fanny willis đang sử dụng để truy tố ông trump những chuyên gia về luật họ nghiên cứu cái list trong cái dự thảo mà những vị thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tiểu bang đưa ra thì họ chép miệng họ nói cái này chính xác là đưa ra để bảo vệ ông Trump để xé nát cái vụ truy tố của bà Fannie Willis chứ còn gì nữa bởi vì trong cái list đó đó thì hầu hết những cái lời truy tố của bên phía chánh biện lý đối với ông Trump nó rơi vào cái danh sách này. Và như vậy thì nếu như cái dự luật SB 146 này mà được thông qua ở tiểu bang Georgia thì chắc chắn là cái hồ sơ truy tố của ông Trump cũng sẽ bị vứt vô sọt rác thưa quý vị. Không biết rằng không biết rằng là cái dự luật này do hai thượng nghị sĩ bên phía đảng cộng hòa đưa ra đó liệu là có thể thông qua quốc hội tiểu bang Georgia rồi đưa qua bên phía văn phòng của thống đốc Brian Kemp cũng là một người cộng hòa không biết là có được thông qua hay không nhưng đây là một chỉ dấu cho chúng ta thấy là bên cạnh việc ông Trump đang phải ra sức đi tranh cử ở các cái tiểu bang khác nhau và cả những cái cuộc chiến pháp lý của chính bản thân ông Trump ngay tại các các phiên tòa từ tiểu bang cho tới liên bang và cả cái nguồn tiền mà ông Trump đổ vào rất nhiều để mà trả những chi phí pháp lý lên đến 50 triệu đô la Mỹ rồi thưa quý vị. Thì chúng ta cũng được nhìn thấy là những cái đồng minh của ông trả dài từ liên bang cho đến tiểu bang đã đang cố sức nỗ lực để mà vứt hết những cái vụ truy tố vô sọt rác. Quý vị nhớ cả ở Quốc hội liên bang nhé, ông Jim Jordan là chủ tịch ủy ban tư pháp của Hạ viện đã rất nhiều lần ngay từ ngày đầu cái vụ cho trà này vừa bùng nổ là ông đã gửi trác đòi bắt bà Fanny Willis phải liệt kê ra hết khai hết những cái nguồn tiền liên bang rót về cho văn phòng của bà đó, bà sử dụng như thế nào. Và quý vị cũng nhớ là bà Fanny Willis đã trả lời rất là sắc bén bóp chát đối với ông Jim Jordan và giáo điều ông Jim Jordan về chuyện là thay vì thực hiện vai trò là một nhà lập pháp thì ông gần như là vai trò của một luật sư cho chính ông Trump. Nhưng mà có vẻ kỳ này đó, những cái rắc rối, những cái thị phi nó dính từ cái góc chân asin của bà Fannie Willis. Cái điểm yếu của bà là cái mối quan hệ giữa bà với ông Nathan Way bây giờ lại trở thành một cái điểm mà ông Trump và các đồng minh đang cố gắng khai thác để mà đẩy bật bà ra khỏi cái vị trí công tố tránh biện lý trong cái hồ sơ này. Đó là câu chuyện liên quan đến rắc rối pháp lý của ông Trump ở tiểu bang Georgia. Chúng ta chờ xem, chờ xem là liệu nó còn những cái tình tiết gì nó sẽ đến với cái hồ sơ này thưa quý vị. Một câu chuyện nữa chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị đó là các cái CEO của những cái trang mạng xã hội vào ngày hôm thứ tư họ đã ra quốc hội để điều trần nói về cái chuyện là quốc hội đang có những cái mối bận tâm là bây giờ trẻ em của mỹ đó đang bị những cái đợt tấn công về những cái hình ảnh đã được AI, AI trí tuệ nhân tạo và thậm chí những cái mạng xã hội nơi kẻ xấu đã sử dụng những cái hình ảnh của trẻ vị thành niên trong nước Mỹ đó, rồi bóp méo nó, rồi tung lên và trẻ bị lạm dụng tình dục và đã dẫn đến những cái chết rất là tức tưởi của những cái trẻ em trong nước Mỹ là vì bị bully lì trên mạng xã hội, những cái mạng xã hội như là Instagram, như là Snapchat, như là X, như là TikTok, như là Facebook và bây giờ những cái CEO này phải ra điều trần để mà quốc hội muốn nghe câu trả lời rằng họ sẽ làm gì trong cái thời gian sắp tới để mà giải quyết vấn đề này thưa quý vị mở đầu cái phiên điều trần đó ông ông dubin là chủ tịch của ủy ban tư pháp ở thượng viện đã mở đầu bằng một cái đoạn video và kể cả những cái lời tường trình của những cái phụ huynh mà có con em là bị tự sát đó thưa quý vị vì những cái trò bắt nạt trên mạng xã hội hay thậm chí những cái hình mà khỏa thân của các em bị tung lên trên mạng xã hội và các em xấu hổ và cuối cùng đã tự kết liễu cuộc đời của mình những đã bắt đầu cái buổi điều trần bằng những cái câu chuyện như vậy thì mấy cái vị CEO nãy quý vị thấy đó, đứng ra và khai và thề là sẽ hợp tác tối đa rồi cũng ví dụ như ông Mark Zuckerberg CEO của Meta là Facebook và Instagram đó, ông khóc thưa quý vị, ông gửi lời xin lỗi đến những gia đình nạn nhân mà có mặt trong quốc hội. Ông nói là tôi tôi tiếc quá, tôi xin lỗi về những gì mà quý vị phải chịu. Lẽ ra là quý vị không phải chịu những cái thảm kịch như thế này. Và sau đó là các CEO khác cũng quay ra và xin lỗi. Những lời xin lỗi có cánh nhưng nó không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào hết thưa quý vị theo những cái tổ chức về cái việc mà truy lùng giám sát và theo dõi những cái câu chuyện mà trẻ em bị uh, gọi là bị khai thác về tình dục ở trên mạng xã hội đó người ta nói chỉ năm 2023 thôi mà có gần tăng lên cả gần 1 triệu những cái trường hợp trẻ em được tường thuật được báo cáo là bị khai thác những cái hình ảnh và bị quấy rối ở trên mạng như thế này và những cái thảm kịch nó vẫn không ngừng tăng lên. Vậy thì những CEO này đã làm gì thưa quý vị? Ông Mark Zuckerberg, chúng ta không quên rằng ngay trên chính cái Instagram mà ông quản lý đó ở cái có một cái thông tin đưa ra là lúc mà nhân viên những cái đội ngũ chuyên gia lập ra một cái bản cái báo cáo và họ nói rằng họ cảnh báo rằng là Instagram và Facebook cần phải có những cái biện pháp để mà check thông tin của các em mà vị thành niên để mà làm sao mà giám sát các em được rõ hơn và để mà gia đình các em có thể mà kiểm soát những cái hoạt động khi mà các em lên trên mạng xã hội chính Mark Zuckerberg nhân vật mà chúng ta người dân nhìn vô thì thấy rất là điềm đạm rất là thông minh đặc biệt là trong cái màn đối đầu đối với ông elon musk mà cho cho em tỷ phú của tesla và mạng twitter đó thưa quý vị rất là choi choi mark zuckerberg luôn luôn thể hiện cái sự đầm điềm tĩnh của mình nhưng mà không thưa quý vị thông tin cho biết là ngay trước cái buổi mà chuẩn bị họp để bàn những cái biện pháp an ninh cho những cái người dùng instagram và facebook mà vị thành niên đó mark zuckerberg đã gọi là cancel cái cuộc họp đó và nói rằng không cần thiết phải có những cái bước nào hết. Vậy mà trong cái phiên điều trần tại quốc hội vào ngày hôm thứ Tư, chúng tôi đọc thấy là Mark Zuckerberg quay ra để xin lỗi những cái nạn nhân, gia đình nạn nhân mà có con em đã phải tự sát vì những cái trò mà bị bully, bị bắt nạt, bị phơi bày những cái hình ảnh khỏa thân ở trên mạng xã hội khóc để làm gì những lúc này thưa quý vị. Và nữa, trong khi những cái gia đình nạn nhân đang kiện cái công ty mạng xã hội và hơn ai hết, họ cảm thấy là họ không thể nào giúp đỡ con em mình trước những cái trào lưu phát triển của mạng xã hội và của công nghệ như thế này. Và mấy ông bà CEO đó đứng ra xin lỗi, nhưng mà quý vị có biết không, mặt khác cũng những cái mạng xã hội này họ đang phát triển tối đa trí tuệ nhân tạo hoàng vi đã gửi đến quý vị tham vọng của elon musk trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo mark zuckerberg cũng đang vô cùng tham vọng trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo nó làm gì với mạng xã hội thưa quý vị quý vị có biết không chỉ nước mỹ và cả thế giới hiện nay và đặc biệt ở âu châu đó đang bùng phát lên những cái lời cảnh báo vô cùng dữ dội rằng là trí tuệ nhân tạo có thể sử dụng những hình ảnh con em của chúng ta nè và nó tạo thành một cái hình ảnh gọi là trần như nhộng trần truồng và nó phơi bày lên trên các cái trang web để làm gì để mà phục vụ cho những cái trang web về tình dục trang web về khiêu dâm để mà mua bán trao đổi tình dục trẻ em và thậm chí nếu mà sơ sơ chỉ là những cái chuyện mà mua vui làm trò hay là bắt nạt trên mạng xã hội rất nhiều trẻ em hiện nay ở nước mỹ và trên thế giới trở thành nạn nhân của những cái trí tuệ nhân tạo như thế này thưa quý vị và nó đặt ra một cái lời một cái câu hỏi rất là thống thiết là mấy ông bà ceo đó đừng có chỉ khóc ở quốc hội mà phải làm gì đi bớt cái tham vọng để phát triển làm giàu cái túi tiền và tham vọng vĩ cuồng của mình trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo đi và phải có thêm những biện pháp bảo vệ con em của mình cái cuộc điều trần ở quốc hội ngày hôm qua chúng tôi đọc rất là kỹ và các CEO này đều hứa nhăn xin lỗi không phải hứa nhăn hứa cuội mà đều hứa là sẽ tìm thêm những cái biện pháp để mà tăng cường cái an ninh đối với trẻ vị thành niên khi mà tuổi nhỏ nó sử dụng những cái nền tảng xã hội như là tiktok như là facebook như là instagram như là snapchat nhưng mà thú thật với quý vị, người ta cũng hoài nghi về những cái lời hứa vô quốc hội thề thốt xin lỗi hứa một vài lời cho xong và sau đó về họ phát triển cái sự nghiệp của chính bản thân họ để rồi có cái chuyện gì xảy ra thì sao quý vị nhớ chính ông Mark Zuckerberg cũng xây những cái đường hầm ở dưới đó ở ở, ở, ở dưới lòng đất đó và nơi đó có đủ cái cơ sở có đủ cái tiện nghi để cho gia đình vợ con của ông ấy có được cái cuộc sống an toàn nếu như mà nhân loại có bất kỳ cái thảm họa nào xảy đến đó là cái bộ mặt thật của những cái vị tỷ phú hiện nay thưa quý vị coi như là sống chết mặt bay tiền thầy thì bỏ túi đó là câu chuyện mà chúng tôi cũng rất là quan tâm liên quan đến cái sự an toàn của trẻ con hiện nay trước cái làn sóng của ai của trí tuệ nhân tạo và của mạng xã hội thưa quý vị và hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại